Uống thuốc phá thai bao lâu thì ra túi thai? Chào bác sĩ cho cháu hỏi uống thuốc phá thai bao lâu thì ra túi thai? Cháu và bạn trai có sống thử trước hôn nhân, và do bất cẩn nên cháu bị mang thai ngoài ý muốn. Vì cả hai vẫn đang học, và điều kiện kinh tế của cả hai bên gia đình đều khó khăn, nên suy đi tính lại bọn cháu quyết định bỏ thai, mặc dù trong lòng không hề muốn. Tuy nhiên, cháu vẫn chưa nắm rõ được thời gian uống thuốc ra thai như nào để theo dõi. Trả lời: nắm rõ thời gian ra túi thai là điều hết sức cần thiết đối với những chị em áp dụng phương pháp phá thai bằng thuốc. Điều này phần nào giúp chị em xác định được phá thai bằng thuốc đã thành công hay chưa, để từ đó có hướng khắc phục kịp thời để bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình. Khi áp dụng phương pháp phá thai bằng thuốc, bạn sẽ cần uống 2 đợt thuốc, mỗi lần uống cách nhau 4-8 tiếng. Trong đó lần uống thứ nhất chỉ có tác dụng làm ngưng sự phát triển của thai. Trong lần uống thứ hai bạn sẽ có hiện tượng ra túi thai, bởi trong lần uống thuốc này tử cung của bạn sẽ co bóp mạnh để đẩy thai ra ngoài. Thời gian uống thuốc ra thai sẽ phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Tuy nhiên, trong lần uống thứ hai thường thì sau khoảng 30 phút đến 4 giờ, bạn sẽ thấy ra máu âm đạo. Lượng máu ra nhiều kèm theo cục máu đông do lẫn túi thai. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ thấy có hiện tượng đau bụng dữ dội. Sau khi túi thai ra, bạn vẫn sẽ bị ra máu trong khoảng 1 tuần, tuy nhiên lượng máu sẽ giảm dần. Bạn cũng nên đi tái khám sau khoảng 2 tuần để kiểm tra thai đã ra thực sự hay chưa. Nếu như sau khi phá thai bằng thuốc, bạn có các hiện tượng như sốt, ớn lạnh, lượng máu ra không giảm, cần đi thăm khám càng sớm càng tốt, bởi bạn đang có dấu hiệu của phá thai không thành công. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.